Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với hai cái cây PC các bạn nhé. Và đây chính là hai cái cây PC ngày hôm nay. Hai cái cây PC này thì mình đã mua với giá là 500.000 của một bạn cách đây khoảng tầm hơn chục km. Bạn ở bên Hà Đông. Thì bạn này hôm trước đã inbox cho mình và muốn gửi cho mình hai cái chiếc PC để mình kiểm tra cũng như là test xem là đồ gì dùng được, rồi mình lấy những cái đồ đó để mình lắp thành những cái chiếc PC để tặng cho mọi người. Vì bạn ấy cũng rất hay xem những cái clip build PC hoặc là những clip mua hàng, hoặc là những clip mình tặng những cái chiếc PC cho mọi người hàng tháng ấy. Đấy, nên là bạn ấy có định như vậy. Thì lúc đầu bạn ấy inbox cho mình ấy, bạn bảo là bạn có hai cái chiếc PC này, gia đình không dùng lâu lắm rồi. Bạn ấy cũng không dùng những cái chiếc PC ngày xưa này. Bạn ấy cũng có laptop cũng như là có PC riêng rồi. Và những cái chiếc này thì cứ để ở trong xó nhà thôi, cũng không dùng gì, mà bạn ấy cũng không bán. Nên là bạn muốn gửi cho mình, gửi miễn phí các bạn nhé. Bạn muốn gửi miễn phí cho mình để mình lấy được cái gì thì mình lấy. Thì mình cũng xem qua ảnh bên trong rồi, và mình cũng bảo bạn đó là bạn cứ xem là giá như thế nào. Vì cái cây của bạn ấy dù bán sát thì bạn thì vẫn có tiền đấy, nhưng mà bạn ấy không nhất quyết là bạn ấy không lấy tiền. Thì mình cũng qua đi qua lại, nói qua nói lại, rồi cuối cùng mình đã mua gửi bạn đó một cái thẻ Viettel 500.000 và gửi cho bạn đấy. Và mình đã gửi được cho bạn ấy, bạn ấy đã nhận cái thẻ 500.000 của mình các bạn nhé. Và đây, đây chính là hai cây PC mà mình đã nhận được khi bạn ấy gửi cho mình. Ok, thì với hai cái cây PC này, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mở ra để test. Vì bạn ấy bảo là hai cái chiếc PC này nó lỗi lâu lắm rồi, lỗi lâu nên là gia đình không dùng nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là test những cái chiếc PC mà bạn đã gửi cho mình nhá. Và trước khi mà mình test những cái cây PC này, thì mình cũng muốn gửi lời đến những cái bạn đã inbox cho mình muốn nhượng lại những cái cây PC, hoặc là muốn nhượng lại những cái đồ ấy, để mình làm những cái phần quà cho mọi người. Đấy, dù gì thì các bạn cũng nên lấy tiền, không ít dù nhiều thì cũng nên lấy tiền. Và mình thực sự là mình rất cảm ơn các bạn. Bản thân mình ấy thì cũng muốn là hàng tháng ấy mình phải tặng thật nhiều đồ cho mọi người, vì bản thân mình không bán hàng, nên là mình rất muốn là mua được những cái đồ cũ hoặc là những đồ mà mọi người không dùng ấy, hoặc là đồ thanh lý, rồi mình build hoặc lắp lại, rồi mình sẽ tặng cho mọi người hàng tháng. Bây giờ thì mới chỉ là ít thôi, bây giờ cũng chỉ có vài bộ trong một tháng chẳng hạn, hoặc là vài cái phần quà trong một tháng. Nhưng mà mình vẫn rất muốn là sau này cũng có thể là một tháng có thể là 10 bộ hoặc 20 bộ, rất chi là có thể. Mình đảm bảo là nó có thể làm được điều đấy. Bởi vì có, mình thấy là có rất nhiều bạn có những cái bộ máy tính kiểu như là mình không dùng ấy, hoặc là những bộ máy tính mình để không ấy, vì người ta đã có những cái bộ mới rồi, hoặc là có những cái cây hỏng hoặc là những đồ hỏng ấy, người ta để xó ấy, thì người ta không muốn bán, cứ để đấy thôi, lười bán mà. Nên là mình nghĩ là những cái cây hoặc là những cái đồ đấy vẫn còn những cái giá trị nhất định, nếu mà chúng ta biết cách dựng nó lại, hoặc là chúng ta biết cách là build lại để nó thành những cái sản phẩm mà nó vẫn có ích được cho mọi người. Thì mình đang rất cố gắng, mình cũng đang rất mong mình cố gắng được sau này, và mình cũng mong mọi người ủng hộ để sau này chúng ta sẽ có một cái môi trường hoặc là một cái không gian chúng ta vừa học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đến cái việc mà chúng ta có thể chia sẻ được những phần quà để chúng ta có thể học hỏi này, học tập này, giải trí cũng như là chơi game. Nói chung là mình cũng rất mong là sau này mình sẽ phát triển được như vậy, để có thể đem được đến cho các bạn nhiều phần quà cũng như là giúp được nhiều bạn. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với việc đó là test hai cái chiếc PC này các bạn nhé. Ok, cái này là mình chưa tháo cũng chưa hề bóc đâu đấy. Cái này thì bạn ấy không gửi qua giao hàng, mà bạn ấy gửi qua bên Grab thì phải. Thấy Grab mang đến. Wow. Đây. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Đây các bạn này, đây là cây thứ nhất. Cái cây này là main của nó là main H61 thì phải. Nguồn là nguồn Hanky 400W. Ở đây có một con cạc hình dời các bạn này. Nói chung là cái cây này cũng rất là bụi, rất là bẩn rồi. Ở đây có hai thanh RAM, thì mình cũng chưa tháo ra để biết là 4GB hay là 8GB. Nhưng đây có hai thanh, rất giống hai cái thanh của bạn hôm trước nhé. Nhưng mà bạn hôm trước là màu xanh, bạn này màu đỏ. Fan này, để xem ổ cứng. À đây có ổ cứng các bạn nhé. Ổ cứng đây là một con ổ laptop. Ổ laptop rất nhỏ thôi, chứ không phải là ổ PC. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang bên cây tiếp theo. Cây tiếp theo này là một con này như là con G41 các bạn ạ. G41 thì phải. Đây, Acer. Ui cái quạt này các bạn này. Cái quạt này cực kỳ cổ luôn đấy.
chưa bao giờ nhìn thấy cái quạt này luôn. Các bạn nhìn này. Đấy. Nguồn đây. Nguồn là nguồn Oren. Còn bên trong đây. Đúng là hàng cổ các bạn. Mọi thứ đã bám bụi. Đây. Nhá, thì đấy là bên trong của hai cái cây PC này. Thì đấy chính là bên trong của hai cái chiếc PC này các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là cắm thử. Mình sẽ cắm thử xem là hai cái cây này nó có lên không. Sau đó thì mình mới tháo ra để mình xem là cái vấn đề như thế nào mà bạn lại bảo là nó không lên. Ok, chờ một chút để mình lắp màn hình mọi thứ vào đây rồi mình sẽ bật lên thử cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ cắm con này trước. Chúng ta sẽ cắm con này trước rồi đến con này. Mình thấy con này nghe chừng là ngon hơn. Con này ngon hơn vì nó có cả hình rời, RAM, RIP, mọi thứ cũng đầy đủ. Ok, mình sẽ cắm con này sau nhé. Mình đã lắp lên rồi. Tuy nhiên là như các bạn vừa lại có thể thấy là cái chiếc PC này nó không có RAM, bị tháo hai thanh RAM ra rồi. Nên là bây giờ mình sẽ dùng cái thanh RAM khác mình cắm vào đây. Và mình sẽ sử dụng hai thanh RAM của bạn hôm trước gửi cho mình. Đấy. Mình sẽ sử dụng hai con này, mỗi thanh 2GB. Mình sẽ cắm thử một con vào trước nhá. Rồi. Có đèn điện trong đây bạn này. Có đèn điện nhưng mà chúng ta bật nó không hoạt động. Bây giờ mình sẽ tiến hành là dùng cái tu vít mình chập trực tiếp trên main nhá. Mình sẽ chập trực tiếp trên main xem nó có lên không. Rồi, quay rồi. Đôi khi có thể là do cái nút này nó hỏng hoặc là cái dây nó bị đứt ấy, thì chúng ta có thể dùng những cái tu vít chúng ta chập trực tiếp lên cái khe power ấy, để chúng ta kích nguồn, tránh trường hợp là nó bị phần bên ngoài nhá. Cái này quay rồi các bạn ạ. Quay rồi. Mình sẽ quay gần một chút cho các bạn xem. Đây. Quay rồi này. Nhưng mà chưa thấy phím 5 lốc sáng. Chúng ta rút ra. Chúng ta sẽ tháo thử cái pin C1 ra nhé. Giữ im nút nguồn để xả hết điện ra. Sau chúng ta lại cắm vào. Mình còn chưa cắm cái dây này này. Nó không sao. Cứ cái phím 5 lốc này nó sáng thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn. Không sáng bạn. Cái 5 lốc này mà không sáng thì các bạn có cắm cái dây này thì nó cũng không lên hình đâu. Rồi, chưa lên. Bây giờ mình sẽ thử cắm con RAM khác nhé. Mình sẽ thử cắm con RAM này xem nào. Không lên các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử tháo cái CPU ra. Cái CPU này nhìn hơi khó nhỉ. Đây rồi. Wow. Các bạn nhìn cái CPU này. Các bạn nhìn cái fan của cái CPU này. Nó đóng kén nó luôn. Đây. Và nhìn cái tản này nhìn rất lạ luôn. Đóng kén vào luôn, sợ thật. Đấy, đây là cái fan nhá. Mình sẽ xem con CPU là con CPU gì. Con này là con E7500 các bạn nhá. Con CPU E7500. À các bạn chờ một chút để mình khởi động lại cái máy ảnh. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo con CPU ra này. Đây là một con E7500. Chờ một chút mình sẽ lấy con CPU khác mình lắp nhé. Mình sẽ lấy một con E khác mình lắp vào đây. Cái con này là cái con hôm trước mà chúng ta mua cái cây PC 1,5 triệu đấy. Và mình đã bỏ ra đấy. CPU không hề nóng các bạn nhé. CPU không hề nóng luôn.
là con servo đều không nóng các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ rút ra, mình sẽ rút cả dây nguồn servo ra vì tránh, vì có thể có cái trường hợp là cái nguồn này nó bị lỗi hoặc là nguồn này nó bị mất cái nguồn của cái servo nên nó không cấp điện được cho cái này. Đây là nó cũng gây ra cái lỗi là cái servo nó không nóng. Bây giờ mình sẽ thay thử cái nguồn khác nhé. Các bạn có thay thì các bạn nhớ là sử dụng những cái đồ mà nó đang chạy nhé. Ví dụ cái nguồn này của mình đang sử dụng bình thường này. Dùng những cái đồ mà đang sử dụng bình thường thì mới test được. Rồi, quay rồi. Vẫn không thấy nóng các bạn ạ. Ok. Rồi, nói chung là con này khả năng là nó cũng sẽ bị ở main rồi. Thì cái này chúng ta một chút nữa chúng ta sẽ xử lý tiếp nhá. Vì bây giờ là cái máy ảnh của mình nó đang nháy nháy rồi. Nó đang cảnh báo là nóng rồi. Nên là mình phải chờ một chút để cho nó nguội thì mình mới quay tiếp được. Ok, chờ một chút nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Thì chúng ta thay nguồn khác rồi, nó vẫn không lên. Bây giờ mình sẽ thay thử cái rút điện ra. Thay thử cái pin CMOS. Thật ra thì mấy con G41, G31 này thì có không có pin CMOS thì nó vẫn lên mà. Mình thấy hầu như là thế. Nhưng mà thôi, thì cứ thay cái pin CMOS cho nó chọn tình anh em đi. Xả điện. À đâu? Cắm vào đây chứ. Không nóng các bạn ạ. Ok. Nói chung là hiện tại bây giờ chúng ta thấy là cái chiếc PC này nó không lên các bạn nhé. Mình đã thay thử nguồn khác rồi, thay thử cắm thêm RAM vào rồi, cả hai con RAM đều không lên. Rồi mình cũng thay thử con CPU khác thì nó đều không lên các bạn nhé. Cái CPU không nóng đâu. Vậy thì là khả năng là cái con bên này nó có vấn đề rồi. Đấy, tình trạng hiện tại bây giờ nó như vậy. Thì cái nguồn này mình nghĩ là nó vẫn đang chạy bình thường, vì mình kích nó vẫn đang chạy. Còn RAM không có, CPU thì là E7500. Đấy, hiện tại bây giờ tình trạng cái con này nó như thế các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ con này ra và chúng ta sẽ lắp cái con tiếp theo vào. Ok, cái con này chúng ta biết tình trạng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắm thử con thứ hai. Mình sẽ bật máy nhé. Cái này nguồn ở đâu nhỉ? Ở đây. Rồi, sáng đèn rồi. Quạt quay rồi. Quay tít đâu các bạn ạ? Liệu có lên không? Đèn 5 lốc chưa sáng thì cái màn nó cũng không lên đâu. Ok, con này cũng không lên các bạn nhé. Bây giờ không lên. Rồi, rút điện ra này. Tháo pin CMOS ra này. Đấy, giữ im nút nguồn. Xả điện ra đã. Cái nào dễ chúng ta làm trước. Lắp vào. Nếu mà các bạn mà rút ra cắm vào nhiều ấy, thì các bạn nên rút cái dây nguồn của cái ổ cứng ra nhé. Rút ra. Rút ra. Tránh trường hợp là lỗi cả ổ cứng luôn ấy. Rồi chúng ta bật lại. Không lên. Bây giờ mình sẽ thử thay con pin khác nhé. Vì một số cái dòng main này nó mà pin hết là nó cũng không lên đâu. Nó không lên nhưng mà thường nó sẽ không kích được. Nhưng mà đây vẫn kích được, chắc khả năng không phải là con pin. Nó cứ thay viên pin khác vào. Không lên các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tháo RAM ra. 4GB x 2 tổng 8GB. Thì hai thanh này mỗi thanh 4GB các bạn nhé. Hai thanh RAM kit tổng là
4GB là 8GB, một thanh này là 4GB. Bây giờ chúng ta sẽ lau qua chân RAM đi, chúng ta cắm lại. Đôi khi nó chỉ do con RAM nó lỏng hoặc là pin nó hết thôi thì máy của bạn cũng không lên. Bây giờ mình sẽ dùng một cái RAM đang sử dụng luôn. Không lên. Tháo cả hình rời ra. Con này là con GT630 1GB. Ôi giời, pin cái kia lại hết rồi. Thôi anh em chờ nhá. Hết pin máy ảnh rồi. Trời ạ. Nói chung là quá chán, quay cái này một lúc là hết. Đang đặt cái con ZV-E10 mà mãi mới chưa hàng về. Thôi các bạn chờ chị tút nữa nhá. Sạc pin đã rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Tháo cạc hình rời ra rồi. Có nhiều trường hợp là cái cạc hình này nó chập, nó cũng không làm cho cái máy lên các bạn nhé. Không lên. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái CPU ra. Đây là cái fan CPU bẩn nhá. Và thứ hai này là cái này của nó này. Cái này của nó đã khô cong rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là rất cong, nó khô luôn. Thì những cái bạn nào ấy mà sử dụng ấy mà cái này nó khô ấy thì các bạn cần phải bôi keo nhé. Các bạn lau hết sạch cái này đi. Các bạn lấy cái, các bạn cạo sạch cái này đi, sau đó các bạn lau. Kẻo là nó nóng quá ấy. Nó nóng quá có thể gây hại CPU hoặc là máy nó tự tắt. Nên là các bạn phải chú ý nhé. Dùng máy tính lâu thì chúng ta cần phải bôi keo cho nó, tháo ra, bôi keo. Đây này. Bây giờ mình sẽ tháo con CPU ra. Các bạn thấy không? Nó khô cứng rồi à. Nó khô cứng rồi. Bây giờ mình sẽ cạo xem nó là cái chip gì. Con này là một con i3-3220. Một con chip i3-3220 các bạn nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ lắp lại. Ôi, lên rồi anh em ơi. Lên rồi này. Lên rồi này. Vậy là cái vấn đề nó nằm ở cái con CPU các bạn ơi. Chúng ta tháo con CPU ra là nó lên. Mình đã chuẩn bị các bạn thấy không? Đây này. Vừa nãy ăn cơm xong mình đã phải chuẩn bị một con bên đây này. Mình đã phải chuẩn bị một con bên đây để trường hợp là nó mà không lên ấy, thì mình phải lấy con bên này để mình lắp vào mình test thử. Nhưng may quá nó lên rồi. Thích thật. Ok, bây giờ mình sẽ tháo RAM ra nhá. Mình sẽ lắp con RAM của cũ của đó vào. Thích quá. Đấy. Thế là đôi khi là chúng ta vọc vạch máy tính nó cũng chỉ thế thôi. Tháo hết mọi thứ rồi, nhiều khi là không còn cảm thấy là hy vọng rồi. Chúng ta tháo CPU ra đôi khi lại được. Mình sẽ lắp lại. Nóng các bạn ạ, không thể lên. Lên rồi này. Đấy, nó lên thì cái đèn này của nó, của bạn sẽ sáng. Các bạn thấy không, nó sẽ sáng màu xanh ở đây. Còn nếu mà nó không lên ấy thì các bạn có làm cái gì thì nó cũng không xanh như này. Đây này, lên rồi này. Mình lau tiếp cái con RAM này nhá. Lên nốt đi nào. Không lên. We'll be right back.
rút ra. Thế là khả năng là con này chết này. Bây giờ mình sẽ cắm con cạc hình rời này vào đây. Chúng ta test luôn con cạc hình rời nhé. Con cạc hình rời này mà sống thì chúng ta lại có một combo. Chúng ta rút cái này, chúng ta cắm xuống dưới. Bật điện. Lên đi nào. Rồi lên. Ok, con cạc hình rời đang sống các bạn nhé. Con cạc hình rời sống. Nó chỉ cần sống này được rồi. Tiếp theo ổ cứng, chúng ta cũng cắm vào. Mình sẽ cắm nguồn ổ cứng vào. Sờ đây xem nó nóng quá thì chúng ta rút điện ra. Đây, ổ này nhận các bạn nhé. Ổ cứng nhận này. Đây, i3320, RAM 6GB. Ổ cứng đâu nhỉ? F8 đi. Đây, ổ cứng đây. 250GB, ST952 3000 bao nhiêu này. Nó rơi tầm 250GB là ổ cứng cũng nhận các bạn nhé. Ok, nóng quá rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã có kết luận của cái chiếc PC này. À khoan, chờ một chút. Để mình làm cái này cho nó độ ấy nấy. Mình sẽ lấy cái main mà vừa mình đã chuẩn bị ấy, để mình test thử cái con RAM mà đang nghi chết này. Chờ một chút. Đấy, nó nhận đủ 8GB các bạn này. Nhưng mà lắp con này thì lại không nhận. Lắp con này không nhận. Nhưng mà lắp con này vào cái chiếc main này thì lại nhận. Các bạn thấy nó lạ không? Mà rõ ràng con này đợt trước là người ta đang dùng nhá. Mình vẫn thấy một đôi ở trong đây. Nhưng mà cắm lại không được. Thôi để mình cắm lại phát cuối nào. Cắm đúng phát cuối. Lên rồi anh em ơi. Nhận đủ 8GB rồi. Đây. Đã nhận đủ 8GB. Ok chưa? Rồi. Như vậy mình đã test xong hai cái chiếc PC này các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tổng hợp hai cái chiếc PC này. Đầu tiên là cái chiếc PC G41 này. Nó không có RAM và không có ổ cứng. Chỉ có nguồn, main, quạt và cái vỏ như này thôi. Và chip nữa, chip là con E7500. Và khi mình test thì mình không thấy lên. Mình đã thay RAM rồi, thay nguồn vào rồi. Và thay cả chip nữa, nó không lên. Chip nó không hề nóng một chút nào cả. Và mình đang kiểu như đang chốt là cái con main này nó đang bị lỗi. Main này nó đang bị lỗi. Và cái main lỗi thì chúng ta bỏ ra thôi. Tiếp đến là cái con này, là một con H61. Thì với con H61 này thì khi chúng ta test ấy, là nó không lên. Sau đó chúng ta tháo RAM ra cũng không lên, tháo cả hình dạng cũng không lên, tháo pin C1 cũng không lên. Rồi cuối cùng tháo cái CPU ra thì nó lại lên. Rất may mắn. Sau khi nó lên rồi thì mình cắm hai con RAM vào thì một trong hai con lại không nhận. Dùng tất cả các cách đều không nhận. Và cuối cùng khi mà sau khi mà mình lắp con RAM này vào một cái main khác thì nó vẫn nhận. Đấy. Nên là rất vô lý. Rất vô lý mà rất khó chịu. Sau cuối cùng bao nhiêu lâu rồi thì cuối cùng là mình lắp vào nó lại nhận. Và kết quả bây giờ là nó đã nhận. Vào đây. Đây là một cái chiếc PC hoàn chỉnh mà chúng ta cảm thấy là nó có giá trị nhất trong cái clip ngày hôm nay. Mọi thứ lên bình thường. À đây, cái này là cái ổ cứng của nó này. Cái ổ cứng của nó là một con HDD 250GB ổ laptop các bạn nhé. Nhưng mà cái con này mình cảm thấy là nó kém rồi sao. Mình thấy nó cứ kẹt đấy. Kém rồi. Để mình kiểm tra xem. Có thể là do nguồn nhưng mà mình nghĩ là thường nó sẽ do cái con ổ cứng này. Ok, thì bây giờ mình sẽ chốt cái cấu hình của con này nhé. Là một con main H61, một con nguồn Hanki 400W, hai con RAM kit, mỗi con 4GB, tổng là 8GB. Con chip i3-3220, một con cạc hình GT630 1GB D3. Ngoài ra thì một con ổ cứng HDD của laptop là 250GB. Còn bên này thì một con nguồn Oren 450, một con main G41. Hết một cái fan này. Hết rồi. Đấy, toàn bộ các cái linh kiện ngày hôm nay chúng ta test. Và đây là cái sản phẩm mà chúng ta thấy là còn nguyên si, nguyên vẹn.
Thì với cái chiếc PC này, mình sẽ tiến hành là nếu mà các bạn thích thì mình sẽ lắp cái vỏ LED cho nó. Còn không thì chúng ta cứ để cái này cũng được, bởi vì mình thấy cái vỏ này còn khá là đẹp. Chỉ có tội là nó không có LED thôi các bạn. Thì có gì thì các bạn cứ comment dưới cho mình nhé. Nếu mà thích LED thì các bạn bảo mình để mình lắp cái LED vào cho nó lung linh. Còn không để thế này chúng ta chỉ cần xịt phụt hoặc là vệ sinh qua là nó đã có thể là sạch rồi. Cái này thì mình cũng sẽ bật lên để dùng thử. Bật lên thì mình thấy có ấy nhá. Thì cái này nó có mật khẩu, có mật khẩu của cái bạn cũ ấy. Đây là mình cũng không phá mật khẩu cũng như là không vào bên trong Win, kệ nó. Vì dù sao là sau này chúng ta có làm một cái cây mới thì chúng ta cũng xóa hết dữ liệu cũ. Và nếu mà cái ổ này mình test mà nó kém ấy, thì mình sẽ thay SD cho cái chiếc PC này. Ok chưa? Đấy, thì đấy là dự định của mình trong tương lai với cái chiếc PC này. Còn cái này thì chúng ta có thể lấy được cái nguồn này, lấy được cái nguồn này hoặc bằng là cái fan này. Cái fan này nhìn khá là hầm hố, mỗi tội nó quá là két luôn, quá bẩn thôi nhá. Ok, thì clip này thì mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Đấy, đấy là cái quá trình mình test. Vì là cái clip này mình test nó khá là lâu, thật sự với các bạn là test để mà cắm đi cắm lại thì nó rất nhanh, nhưng mà vừa test vừa nói cho các bạn thì nó rất lâu. Chính vì thế nên có những cái đoạn mà mình sẽ phải tua nhá. Ok, thì qua cái những cái đồ này, qua hai cái chiếc PC này, thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến cái bạn đã gửi cho mình cái đôi PC này các bạn nhé. Đây là chính là cái phần quà để chúng ta có thể làm những cái chương trình tặng cho mọi người để học tập hoặc là làm việc cũng như là chơi game giải trí. Đấy, mình rất cảm ơn những cái bạn mà có những thành ý muốn chia sẻ cho mọi người như thế này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ xin tạm dừng clip tại đây. Chào các bạn.